Xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc tất cả các nhà đầu tư thì luôn đầu tư đâu thì thắng đó, mã đáo thành công. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất có cái diện tích là ngang 4 dài 18,72 m², một cái diện tích cũng khá là đẹp cho chúng ta có thể mua để đầu tư, mua để an cư hoặc là mua để dành cho con cháu của chúng ta sau này quý anh chị nhé. Và trên cung đường này thì năm nay nhà cửa người ta cũng đang dần xây dựng mọc lên cũng khá là nhiều. Và cái vị trí của lô đất của chúng ta ngày hôm nay là tính từ cái nhà này mình đo sang là 4 m và dài sâu đụng xuống cái vách tường của nhà phía sau đó là 18. Tổng diện tích trên sổ nó là 72 m² và lô này là hướng bắc quý anh chị nhé. Đất gò cao ráo, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Và cái lô này thì có giá là 760 triệu là giá bao sang tên, bao mọi thuế phí cho chúng ta luôn, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Và cái vị trí này chúng ta chạy ra công viên khủng long hay còn gọi là công viên thế giới tuổi thơ, công viên Nhật Bản và công viên Hoa Đăng thì rất là gần. Và 418 trong khu này thì bây giờ cái giá này là không hề còn nhiều quý anh chị nhé. Lô này do anh chủ đất muốn bán để xoay công việc kinh doanh khác của mình cho nên chỉ chốt với giá 760 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, ra sổ cho chúng ta, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Hướng bắc quý anh chị nhé. 4 x 18 72 m², khu vực block này thì nhà cửa dân sinh cũng đang dần xây dựng và mọc lên rất là đông. Phía đằng sau cũng có một cái nhà mới xây dựng xong khá là mới. Và cái lô đất này thì nó cũng rất là gần với kênh du lịch sông Trăng, gần với cổng số 2 và chạy phía sau đó cái quỹ đất mà cây lùm lùm đó chính là cái quỹ đất để xây khu vực y tế quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh nhé. Vị trí lô đất của chúng ta rất là cao ráo quý anh chị nhé. Xây dựng là xây tự do và trong khu này chúng ta sử dụng là nước máy. Cái vị trí đất này nó rất là cao ráo rồi cho nên chúng ta xây dựng cũng đỡ tốn kém cái phần móng. Chính vì thế cái vị trí này mình mua được đó quý anh chị, do anh chủ đất người ta cần tiền và bán với giá chỉ có 760 triệu là bao tất cả mọi thuế phí cho chúng ta luôn. Sổ hồng riêng, pháp lý cực kỳ minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.